Thank you.
Bài thơ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an khi muốn là cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô. Tôi là bà và Chúa thay cho anh em vì ơn đã ban cho anh em trong Đức Giêsu Kitô. Vì chung cho Ngài, anh em được trả lời lòng ơn, ơn vô lượng và ơn tình thiết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta tỏ tình ta, cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bình thường thấy buồn, không có gì đáng chỉ trách trong ngày Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta được lớn, khi Chúa là lớn trung tí đã kết hợp anh em thì cách với con của người là Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng con.
là những chỗ khác, những bản thân mình thôi là cho chúng ta. Những người cao học cái này thấy họ người mà họ rằng các ngươi hãy đi trình diện với tương tư. Bởi vì kể từ lúc họ bị kể ra mắt tình thì họ bị lọt ra khỏi cộng đồng xã hội, bị đuổi ra khỏi nhà, họ sống một cái nơi 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 ở một cái nơi mà chỉ những cái người bình tật như họ trú ngụ và họ đồng cảm với nhau bị kể ra chết rồi. Và nếu như một người mắc bệnh như thế được kể ra làm sạch thì cái người đó phải đi trình diện với tương tư. Và sau một khoảng thời gian nhất định, tức là tương tế sẽ kêu họ lên nhiều lần, rồi cứ mỗi lần lên như vậy sẽ kiểm tra xem họ đã thực sự làm được chưa. Thế thì không có vấn đề ngay đối với quý vị chúng ta thì là cố những cái người mà đã bị kể ra mắc bệnh không tu viện không phải là người chủ lòng, tức là tôi phải học của ngày hôm nay. Vậy thì cách đây 21 thế kỷ, làm sao có bác sĩ mà bác sĩ có thể làm nào là có thể chữa được người không vui? Thế là như thế này, ngày xưa người ta đâu có cái phương tiện để xét nghiệm như chúng ta ngày hôm nay. Chỉ cần một cái người mắc bệnh gọi là người mà bị lác thì lác ngay thôi, tức là tiên gia những cái biểu hiện không được không khỏe là bị kẻ bị phù rồi. Cho nên mới có cái tình trạng là hết bệnh đi trình diện tư tế, rồi sau đó tư tế mới có một cái giấy xác nhận rằng người này đã làm sạch và với cái giấy đó họ được hồi và họ được trở về với gia đình của mình, họ được hồi và họ được hồi lại. Đó là như thế, là bởi vì những người không phải là người vui, không phải người ăn xem, đương nhiên trường ăn xem họ đã có bị những bệnh ngoại gia thông thường, rồi sau đó họ được làm bệnh chứ không phải là người đã là người nghe. Nhưng riêng trường hợp 10 người không vui này mà họ về là thật sự, và Chúa Giêsu nói sao, hãy đi tìm như vậy, tức là Chúa Giêsu đòi họ tin vào Ngài, chưa được Ngài đụng chạm, chưa được Ngài làm được cái thứ vô gì hết. Nghe lời tuyên xưng của họ, Ngài chỉ nói các người đi trình diện với tương tế, và họ tin vào lời của Ngài, họ tin vào cái lời hứa của Ngài, cứ đi trình diện tương tế. Trình diện thì khi nào người ta thấy rằng mình đã làm sạch thì ta mới trình diện. Vậy là người này chưa lành, người này chưa lành, nhưng vì tin Chúa họ đi, và chính trên cái con đường họ đi trình diện tương tế thì họ nhận thấy rằng mình đã được chữa lành. Và vấn đề trong 10 người đó có một người ngoại bang, người Samaria, là cái người mà người Do Thái còn khinh bỉ vẫn xa lắm, thì lại là chính cái người ngoại bang này, cái người không được người Do Thái như chủ này, sau khi thấy mình đã sợ thì lại quay trở lại. Lẽ ra phải tiếp tục cái trình diện tư tế chứ, bởi vì chúng ta cũng biết rằng cái thời gian chúng ta bị loại trừ khỏi xã hội loài người là bao nhiêu lâu. Trong khi chính người kia mừng rỡ tiếp tục đi cái con đường của mình là đi trình diện tư tế, thì một cái người này dừng lại không đi tiếp tục con đường trình diện mà quay lại hậu trường. Nó lưu trang như thế này chớ niệm phải hát người mình là sợ sao, còn chính người kia đâu, chính cái người Do Thái, chính cái người gọi là cái người có đạo, cái người có đạo là người tốt, tại sao không thấy quay lại mà lại là cái người tâm tội, mà lại là cái người chưa có đạo? Tuy nhiên bình thường người Do Thái và người Samaria không nhìn mặt nhau, nhưng khi người ta bên ngoài, khi người ta lao vào đường tù thì họ là đồng cảm với nhau. Đó là đồng cảm với nhau. Bài học thứ hai, Chúa nói với chúng ta coi chừng những cái người có đạo, hãy coi chừng. Cuối cùng cái người mà được ơn Thiên Chúa lại là người không có đạo. Bởi vì chúng ta cho bạn biết mình ngày hôm nay lời Chúa nói, cái người ngoài lại là được lời Chúa Giêsu nói, rồi người bảo nghe đấy rằng người hãy đứng dậy và về vì lòng tin của ngươi đã cứu duy nhất. Cái người nhân ngoại này sau khi được chữa lành với người lại được Chúa Giêsu nói một cái câu, còn chính người họ cũng được chữa lành nhưng Chúa nói với họ cái câu này. Cho nên tôi phải nói
ngay cả những người chưa có một tên họ như chúng tôi, ngay cả những người không có đạo, nhưng một khi họ tin tưởng, họ chạy đến với Chúa, họ biết nhân lời đã ở với Chúa, thì những ân sủng của Thiên Chúa tiếp tục tu bổ những lời của họ. Tôi xin chia sẻ với các bạn như thế, đặc biệt là những cái số đã chỉ là những người chúng ta làm. Thế thì, các anh chị rất là quý mến, các bạn kính trọng. Để chuẩn bị cái lời này, tôi lên lại quý vị. Tôi có một học sinh trường Hương Đức Ba Phủ, thì hôm nay trường trung học Võ Văn Tần thì có, rồi trường Lam Sơn, rồi trường này thì được yêu người con. Mà tại sao cái trường Hương Đức nó lại trường con, nhưng mà nó lại có một cái bài viết của một người học sinh chứ không phải không lại có một cái trường Hương Đức như trong này. Cho nên tôi xin gửi cái bài chia sẻ của một tác giả không biết cái tên gọi hay là quốc gia tên là Lê Phú Yên. Những ngôi trường xưa mà các bạn biết thì bao gồm là thứ ba, bốn, tháng sáu, năm 2013, như là đây là thứ năm, thứ bảy. Ngày còn nhỏ, có người của ba mà khi không phải thường xuyên di chuyển nhiều nơi, Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu, Con Tum, Sài Gòn và Ba Rịa Vũng Tàu, đi đâu thì thấy có cả hộ và thuê nữ. Vì họ cái chị em mình cũng vất vả lắm đó, hay thì các bạn năm lớp nhì mình học đến ba trường. Đến năm 1968, từ lớp nhất, tức là bây giờ là trường lớp 5, lớp 5 này. Trường Nguyễn Sơn, mình đầu vào để giúp mình con. Thấy con đã vào trường học hơn từ đôi số chỉ cần mình đã đoàn qua với bạn đứa. Con đành lễ để mình đã đặt bàn hệ vụ để mình đến làm việc. Từ đó, mình không phải chờ chuyện trường được rồi, mà được vào học và vào học trường trung học để hỏi là lớp 5 này có trường còn ở. Trường của một người lịch sử lâu đời và một người học sinh cũng phạm vào từ lúc đó. Cứ một bổ sung, các anh chị đều có cử người về dự, còn có chức vụ của nói chuyện và hướng nghiệp nữa là em. Có lẽ các thầy cô của mình học đại học Sài Gòn về một trong các người học sinh tiền điều này, không biết các anh chị là ấy giờ phiên bản phương trời nào, nhưng cũng đã lưu những bước chân ở môi trường học tập năm xưa, cũng đã tìm hơn cho nhau người học sinh của mình bây giờ. Dân quân anh em vốn là dân tứ xứ, nhưng cũng hiếu học và biết đồng bọn nhau, đó là cái trò này. Thị xã một sự bé tí, nhưng cứ một ngôi chùa, một nhà thờ xứ là có một ngôi trường cho nhỏ, vài ba lớp tiểu học, học phí thì tùy theo khả năng, ai nghèo quá thì bị còn cho thêm sách vở quần áo. Đó là chủ đề để những lớp học tư thục thường lại qua con giáo. Gần nhà mình có từ là tư thục sông thọ, ta chỉ có biết được không? Tư thục sông thọ thì tư thục này chắc các bạn biết nhiều vì sau này buổi tối thầy sĩ và thầy nam mở lớp lên ở đây và có khá đông các bạn đến học. Trường tiểu học nổi tiếng nhất thị xã lúc đó có lẽ là trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, bây giờ chỉ mất dạy rồi, bây giờ cũng được tiếp qua. Trường nằm ở ngã tư Phan Bội Châu và Tôn Thất Thuyết, bây giờ là Đại học Võ. Giữa sân trường có một cái ga cổ thụ cao ngất, phía sau trường là đình làng văn. Trường chia ra hai buổi học, sáng là các nam sinh học, chiều đến là các nữ sinh học, và gọi tên viên là nữ tiểu học. Hồi xưa có kiếm thợ nam nữ học viên. Đây là nơi xuất thân của các bạn. Vâng vâng, đa số các bạn học đó đều đi từ trường này, một ít đến từ trường Hương Sơn, một ít nữa thì đến từ trường tiểu học cộng đồng Trần Hưng Đạo, như các bạn Viên Định, Minh Thắng, Hùng, Ngô Thị Bình, Vương Thị Tiến, Sông, Phú Xuân, vân vân. Mình còn nhớ một vài trường cũ nữa đơn giản ở đây gần nhà mình, như trường tiểu học Lam Sơn, trường nằm trên một khu đất rộng nhưng chỉ xây đất nhẹ bằng gỗ, nền xi măng cao hơn mặt đất cả mét, đi lên bằng ba đường cấp. Mình có học ở đây được ba tháng sau khi qua trường Hương Sơn. Bây giờ cũng trên khu đất này đã xây các loại rất lớn là trường tiểu học.
xin chào đón và trường tiểu học Thánh Tâm tại trường Cơ Đốc sát đường Trường Sơn để chị em hiện đường đi học. Hai trường này đều nằm trên đường Phan Chu Trinh gần nhà thờ lớn. Dẫu sao phải lấy những trường đó cũng có chút tiếng tăm ở quanh phố vì còn phải hạ gần một chiếc kim lân vào như thế, tức là giả những tự nhận là người đó còn nhỏ trên thị lớn của chiếc như thế thôi. Lên trường học rồi mình giao phó chuyện các em đi học cho các con học hành kế, còn mình chỉ qua đi đường quan trung cho nó sang sáng sáng. Mình vào mấy chỗ bạn đi ngang góc đường với trường thì vào quan trung thấy các bạn học sinh trường La Sa Đồ đứng đón xe, và chúng ta còn nhớ là chỗ đó của có món kẹo chi ca và đó cũng là một cái tâm là khi mà đi ngang đó tôi thấy các anh chị học La Sa Đồ và tôi về đây là bởi vì với họ trường La Sa là duyên vẹn trên một ngọn đồi cao và khá xa phố nên có xe buýt trẻ học sinh đến trường đón bằng. Bây giờ trường này là trường cao sư phạm Hà Nội đón bằng. Đi bộ một đoạn đường đến ngã tư Quang Trung hay Ba Trưng là nơi đón xe của các bạn trường trung học Nông Lâm Xuất. Học sinh trường này có đồng phục là áo sơ mi nâu. Lớp mình có bạn tên là Phạm Thị Cao Nguyên. Mình hỏi tại sao vậy, các nó thì tụi mình có nhiều chọn lựa, còn họ Nông Lâm Xuất thì sau này chỉ có lẽ là họ Nông Lâm Xuất của chúng tôi đâu. Dễ thương hết sức. Ý nghĩ của hai người tự cười, nhưng cái cách học hướng nghiệp ngay từ lớp nhỏ này mình nghĩ rất là hay. Ngoài trường này còn có một trường hướng nghiệp nữa là trường trung học kỹ thuật. Học sinh trường này đồng phục áo quần màu sắc công nhân, tuy trường nam sinh nhưng lại được xây rất lớn đẹp, hai bên và có những ô cửa sổ to nhỏ nhỏ. Có một lần đội tuyển bóng chuyền trường tổng hợp qua thi đấu với đội bóng trường kỹ thuật, thầy Hoàng Trọng huy động rất nhiều cổ vũ là lớn. Đây là lần đầu tiên của người học trường này vừa qua. Vì ba của bạn trung lương lớp mình là một trường ở đây. Sau này ba trung lương chuyển đi, ba của bạn kiếm học chuyển đến đây và
khi ra trường thì để góc bộ. Nhà học ở ngay trong trường sư phạm Tổ Quốc, trước mặt nhà là phi trường đại đội địa chính phủ. Có giờ để tụi mình kéo nhau về nhà học chơi và học bài. Sáng thì học nghe đủ ngõ cùng đi. Khổ nhất là đi lối này thì mình phải nghe qua trường nữ tiểu học và trường rồi mới đến trường tổng hợp. Ngày thường thì không sao, chứ còn sáng thứ hai lỡ mà dạy hơi trễ, cứ đến ngang trường bài chuyện thì coi vụ đến giờ chào cờ. Trong trường các em học sinh chào cờ, phía ngoài mọi người, phía ngoài người mọi người đều đứng lại. Tụi mình cũng không dám đi tiếp, dù chỉ bắt qua bên kia đường là tới đường. Tôi là thầy có một cái trò cũng rất là hay, tức là ngày xưa cái buổi chào cờ ngày thứ hai khi mà ở trong trường, cho dù là trường tiểu học mà bắt đầu chào cờ hát bài quốc ca rồi, thì tất cả những người mà di chuyển ngang qua trường có thể đều là em không được đi ai rồi ngủ phải áo ngủ ra hát bài quốc ca rồi đợi cho các học sinh trong trường trường sư phạm quốc giờ là trường sư phạm giáo, trường sư phạm cao nguyên bây giờ là trường đại học Tây Nguyên. Đây là những ngôi trường lớn có tiếng trong Tây Nguyên. Nhớ lại ngôi trường vũ vị nhỏ bé ngày xưa, nhưng đó cũng là lời tại các vùng miền núi đầu tiên để lớp trẻ nối tiếng học và đến trường là nguyện vọng chung của bao lớp người. Từ những ngôi trường này các thế hệ học, các thế hệ học sinh lớn lên vào đời phục vụ và tu sĩ cao nguyên tràn sức sống trong tương lai. Kế là vị thần lời khuyên thế thì kính thưa các chị, bởi vì là cái cuộc gặp gỡ này là lần đầu tiên tôi có chức vụ có cái chuyện ngang cái người đứng đại diện ra và sắp xếp chương trình đó. Có nói với tôi là nó biết lắm chỉ có những người hát mấy người thì họ có cái thổ thôi, tại sao lại không có những cái thánh lệ như là lần đầu tiên của chúng tôi cũng tổ chức lễ của học sinh thân tâm mà con đi rất là lắm, tự nhiên thấy rất là khó khăn. Nhưng mà thực sự khi mà tôi hôm nay rất là khó khăn với các anh chị tới được cùng tới tôi mừng quá, bởi vì như vậy là quá đông rồi. Hy vọng tôi biết rằng là hàng năm chúng ta có cuộc hoạt động tại một nơi phải không đã. Thế thì nếu cố gắng sang năm nữa các anh chị mà có những tổ chức ở đây hai cô, các anh chị có xin hứa chúng ta có những cái kỷ niệm gì, nhất là những cái hình ảnh của mình về trường thứ nhất chụp ở trường hoặc là lớp nhé, thì có thể cho tôi xin chứ tôi xin đưa lên mặt này lên trên mặt này đó. Rồi chúng ta trước về chúng ta sẽ sắp xếp một cái chương trình để giao lưu, để chia sẻ cái tâm sự, rồi có thể từng khối lớp tâm sự chia sẻ với nhau. Và như vậy thì quý vị rất là nhanh. Như vậy thì các vị lòng của bạn có thể chú ý một cái bản ý kiến của tôi không? Có thể là các vị thấy khó hoặc là có thể một số ý kiến thì chúng ta sẽ lần tới sẽ cố gắng tổ chức tốt hơn và cố gắng làm sao mà kêu gọi cao hơn. Thì tôi nghĩ các bạn thì thật là tuyệt vời, bởi vì kính thưa tất cả các chị ngày hôm nay ngồi ở ngôi trong vấn đề các chị những vị phụ nữ đã có mặt sau mấy chục năm rời xa cái mái trường của nước bằng giờ thôi, không còn là trường học nữa. Và tôi tin rằng trong số các anh chị có nhiều kỷ niệm vui như những người bạn, người thầy, người cô của mình có thể đến học học nữa và học đại học đang ở rất là xa nha. Chúng ta có những kỷ niệm cơ hội này để chúng ta đi
liên lạc với nhau, và chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống, những người đang sức khỏe cả, và tiếp tục giữ cái mối liên kết trong tình thương yêu với nhau, để đổ cho những người ở sau và sẽ đau thêm. Rồi chúng ta cũng tự nhớ tới những người mà qua đời, để chúng ta cầu nguyện cho họ. Giờ đây xin mời các bạn chúng ta đứng lên để dâng lời nguyện với Chúa. Chúng tôi và ta ơn Chúa.
Một đêm đi anh sau đó, người ngồi lên chiếc ba lớn.
xin ban tiền kẻ trước khi mong chúng tôi cũng được sống lại như người. Xin Chúa đưa ra cho chúng tôi anh nghĩ của mình khi mong sống lại và mọi người là những ông đồ tiên ông bà cha mẹ và thân bà quý của chúng tôi là những người tốt đẹp thương của Chúa. Xin cho anh em đưa ra những lần sau không gian chia. Chúc mừng lại xin Chúa đưa sống cho cả chúng tôi cho chúng tôi được đồng hương sự sống đời đời cùng với những lời mong ra mẹ. No.
một vì sao lấp lánh về trong đêm tối vắng, thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ. Dìu đôi chân bỡ ngỡ hòa trong tim nắng ấm, hãy chắp cánh để tôi đi vào đời. Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đã ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui, hàng mẹ vẫn tiếng ve gọi reo. Nét phấn trên bàn đen cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ, ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa. Em có biết được vì sao ông cha phải màu, và ta hãy sống để không nuối tiếc ngày mai. Ngồi đây ngước nhìn vì sao, nhớ đến năm nào, một lời chúc cùng ngàn hoa dâng lên thầy tôi, và hạt bụi phấn đừng vội rơi mái tóc bạc phơ, để thầy cô còn mãi nâng bước chân trẻ thơ. Sân trường xưa, hàng ghế đã ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui, hàng mẹ vẫn tiếng ve gọi reo. Nét phấn trên bàn đen cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ, ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa. Thank you.
Thank you.
đi đứng trong. Rồi cô xin con thì cô rồi. Đi đây nha, 2, 3. Rồi. Mời hết học sinh lên đây sao cô? Mời hết luôn chị đẹp. Cô xin con thì thấy mang cô. Rồi được rồi, đây 2, 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin phép quý thầy và quý cô rất là vinh dự khi được ban liên lạc cũ để thủy tôi và ba bạn nữa để làm ban liên lạc cho đức của chúng ta trong năm mới. Thì lần đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là khi mình nói thì có mình nghe, chứ còn nếu mà người nào cũng nói thì không có ai nghe. Cho nên đó là tôi đề nghị như thế. Nếu chúng ta có thể thực hiện được thì tôi tiếp tục xin phát biểu, và nếu không thực hiện được thì xin phép xuống các bạn tôi sẽ không phát biểu nữa, và tôi cũng sẽ không nhận cái việc là bằng cái đề cử của bạn nữa. Bởi vì bây giờ chúng ta là đang là sinh hoạt, đang là triển khai những công tác của mình, cho nên đó là đề nghị tôi muốn nhấn mạnh với các bạn như thế. Rồi vậy thôi, xin cảm ơn các bạn đã hưởng ứng cái lời kêu gọi của tôi, thì tôi xin được phát biểu là các bạn ban liên lạc cũ đi, xin tạm gọi là ban liên lạc cũ đã đề cử tôi và ba bạn nữa để phụ trách ban liên lạc của lớp trong năm tới. Thì trước hết cá nhân tôi, riêng cá nhân tôi xin được từ chối lời đề nghị đó bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất, tôi đã từng làm qua mấy năm rồi. Thứ hai là cái điều kiện gia đình của tôi và nhiều cái lý do khác nữa, cho nên là tôi xin được từ chối lời đề nghị của ban liên lạc cũ. Và một điều nữa, cũng vì rất là nhiều lý do cá nhân tôi không liệt kê trình bày ở đây, cho nên là tôi xin được từ chối. Và thay vào đó tôi đề cử bạn Trần Trọng Khánh, tôi cá nhân tôi sẽ đề cử bạn Trần Trọng Khánh, và xin cảm ơn và xin trả lại cho ban liên lạc cũ. Xin cảm ơn. Như vậy là trong ban liên lạc cũ á thì mình có giới thiệu, nhưng mà thiếu từ xin từ chối.
hồi phấn trắng bay bay trên tóc thầy, giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ cho em những ước mơ tới chân trời rộng mơ. Trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào, bài học đầu tiên sông vô lời biến xanh, căng no những cánh buồm chợ tiếng hò quê hương, bài học đầu tiên cảm ơn thầy, thầy đã dạy con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu. Chân trời rộng mơ.